Công việc của Trang thì phải chụp hình cũng như là quay hình rất là nhiều và tiếp xúc nhiều với công chúng. Chính vì vậy mà Trang đã quyết định thay đổi nụ cười của mình. Khi mà đến Jun Dental thì Trang đã được các chuyên gia, các bác sĩ tư vấn là hàm răng của Trang thì cũng khá là đều và bị tối màu, hơi khấp khểnh một chút ở hàm dưới. Chính vì vậy mà Trang được khuyên là sẽ sử dụng cái phương pháp Mimic Laminate, là một cái phương pháp dán sứ rất là mỏng và răng của Trang thì không bị mài nhiều, chỉ mài một chút nhám để cho bám sứ thôi. Chính vì vậy mà Trang đã rất là tin tưởng để sử dụng cái phương pháp này. Chỉ mất khoảng 1-2 ngày thôi thì Trang đã cảm thấy quen với cái bộ răng mới của mình rồi. Sau khi mọi người nhìn thấy Trang có một nụ cười mới thì mọi người đều khen rất là nhiều. Mọi người khen là Trang cười đẹp hơn này, sáng hơn này. Và mọi người cũng có hỏi là Trang làm răng tại đâu. Và Trang cũng đã giới thiệu một số bạn bè cũng như là người thân qua làm răng tại Jun Dental. Trang cũng đã muốn làm răng sứ từ rất là lâu rồi, nhưng mà đến bây giờ thì Trang mới làm. Và Trang nghĩ lại thì Trang nghĩ là tại sao mà mình không đi làm răng sứ thẩm mỹ sớm hơn để có một cái nụ cười tự tin hơn như bây giờ. Và Trang nghĩ là mọi người nếu ai còn đang đắn đo suy nghĩ về việc làm răng sứ thẩm mỹ để mình có một cái nụ cười đẹp hơn, thì Trang nghĩ là mọi người hãy mạnh dạn hơn, chọn những cái cơ sở uy tín chất lượng để gửi gắm nụ cười của mình. Trang thì đang cảm thấy rất là hài lòng và cảm thấy rất là tự tin với cái bộ răng mới của mình.